Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định điều động Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an và điều động bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 26 tháng 4. Phát biểu tại lễ công bố, ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chúc mừng Thượng tá Mai Thế Quang và Trung tá Phạm Văn Dũng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao cơ vị mới lãnh đạo tỉnh quảng ninh ghi nhận đóng góp của cá nhân thượng tá mai thế quang trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm trật tự an toàn xã hội phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh chúc mừng thượng tá mai thế quang và trung tá phạm văn dũng được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới giám đốc công an tỉnh quảng ninh tin tưởng rằng với bản lĩnh chính trị kinh nghiệm trong công tác công an hai cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng chính quyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới thiếu tướng đinh văn nơi khẳng định ban giám đốc công an tỉnh sẽ đoàn kết tham mưu thường trực tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh